Nuôi trồng kết hợp là một trong những xu hướng sản xuất hiện nay của ngành nông nghiệp. Sự tương hỗ trong canh tác giúp mang về hiệu quả khả quan. Hiện nay, nhiều nông hộ ở huyện Phước Long và thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu áp dụng mô hình nuôi cá kèo trong ruộng lúa kết hợp nuôi tôm, cua mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là hộ anh Lộ Vũ Phong ở xã Phước Long, huyện Phước Long có thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng một năm từ mô hình nuôi cá kèo đặc sản trong ruộng lúa. Với 50 công đất, anh dùng 10 công để làm ao ươm thủy sản và ao trữ nước, còn lại áp dụng mô hình lúa, cá kèo, tôm, cua. Theo anh Phong, để mô hình đạt hiệu quả cao, đầu tháng 5 anh đưa nước vào ruộng, đến giữa tháng 5 thì bắt cá kèo giống về ươm và thả cá giống khi có mưa nhiều là thích hợp nhất. Đến tháng 7, anh Phong xả lúa và sau khi thu hoạch lúa xong thì bắt đầu thu hoạch cá kèo. Cá kèo ăn phần lúa thóc còn sót lại trên đồng ruộng. Ngược lại, môi trường đất nước nơi cá kèo sinh sống được cải thiện.